cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Cái này người ta gọi là cây muốn lặn mà gió chẳng muốn ngừng nè. Cái thứ gì đâu mà sống vô văn quá, sống bẩn thỉu vậy đó. À, làm ơn, hàng của ai nấy nhận giùm nha. Nhà của người ta mà quăng rác qua nhà người ta vậy đó hả? Cái gì vậy? Gì vậy? Thấy không? Bắt quả tang luôn nè. Quả tang cái gì? Sáng sớm làm gì la lối ầm sùm vậy hả? Rồi còn quăng rác qua nhà người ta làm sao? Bà ngang ngược quá vậy. Ê, bà nên nhớ nghe, nhà tôi rất là fashion, cho nên những cái rác của tôi rất là giá trị, không phải là những cái thứ rác rẻ tiền. Rác này là rác của nhà bà, của Lê Thị đó, nhận lại đi. Lê Thị hả? Bà ngang ngược, bà sang trọng quá hả? Bà quăng rác ra do nhà ta hả? Ê trời đất ơi, bà mới là ngang ngược đó. Cái rác này là rác của bà nè, của bà đó. Tôi thấy bà, tôi thấy bà đẹp rõ ràng, bà nói của tôi là sao? Xí, đợi cái gì đi? Rác đó, bà nói rác nhà mình đó con. Khoan, xí đi, cho con nói cái. Con xin thề có ông bà tổ tiên nhà Bùi Thị làm chứng. Đúng. Bịch rác này không phải của gia đình nhà con. Ừ. Chứ của ai? Hôm tối qua em đem bịch rác này quăng nhà bên kia rồi. Sáng sớm đứa nào đem ở đây vậy? Tự giặt áo cho người xem lưng luôn. Đem rác bỏ ra ngoài đường, bỏ cho nhà người ta kìa. Ăn ở mất vệ sinh vậy mà còn la nữa. Bỏ ở nhà người ta chứ đâu có bỏ nhà bà đâu bà la. Trời ơi. Chuyện sao mày ngu quá vậy? Hả, tự nhiên mày ném rác nhà mình đi quăng nhà người ta. Vậy dạ? Bà dạy con là dục rác nhà mình thúi nhà mình, rác thúi nhà người ta chứ. Trời ơi. Người gì mà ngang ngược à? Tao sang quyền quý quá hả? Tao sang quyền quý muốn làm gì làm mà muốn dứt rác gại, dứt rác hả? Tôi cao sang quyền quý vậy đó, tôi dứt rác chỗ khác trong cái dứt rác nhà bà. Đây là bịch rác của bà đây nè. Xí, gia vậy? Đình Bùi Kiệm nghe đây. Ê, sai nè mày. Dạ đúng rồi, Bùi Kiệm đúng rồi, ăn ở dơ quá, phải là Bùi Kiệm chứ không có Bùi Thị gì hết trơn á. Cho luôn, gia đình Bùi Thị nghe đây, gia đình sang trọng quá, cao sang quá, quyền quý quá, sống hiện đại quá, cho nên là bà đâu thì quăng đó, tay thừa biết à. Ê, cái con nhỏ hoạt hình kia. Cái gì? Bà. Để chị. Mày là Hồng hoạt hình. Cái gì? Tao nói mày biết nha. Đây ha. Là xì tay của tôi. Xì tay kệ mày. Đây nè, tao nói cho mày biết nha. Mày nói tao là bà đâu quăng đó ha. Ý mày nói tao là sống trong rừng ra đó. Trời ơi, tự nhận luôn. Tự nhận bà trong rừng chứ ai nói. Bà thấy bà sống trong rừng được, bà bán nhà bà lên rừng bỏ đi. Đúng rồi. Bà mới lên rừng, cái bộ đồ của bà hợp với rừng hơn. Gia đình Bùi Thị của chúng ta sống trong khu phố này tổng cộng là 18 năm, 7 tháng và 8 ngày. Không biết lý do từ đâu mà cả hai dòng họ có hiềm khích với nhau. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đi đến hồi kết cục. Và trong 5 năm trở lại đây, những trận chiến bất phân thắng bại, phe ta thắng 20 trận. Yeah! Phe địch chỉ thắng 21 trận. Yeah! Nhìn thẳng cái đầu của mày. Mày tính lại đi. Hả? Cầm máy tính mà tính cái kiểu đó hả mày? Ồ, nó thắng mình một trận. Có hay quá ha con. Bởi vậy, bây giờ tao mới hiểu ra vì sao mày làm nghề ở. Bây giờ con mới hiểu 21 lớn hơn 20. Như vậy gia đình của Lê Thị đã gác được một trận rồi. Và chiến thắng đó, thành công đó chính là do mình. Bởi vì mình đẹp, mình có mỹ nhân kế, cho nên mình đã chiến thắng một trận.
Nếu không phân được thắng bại thì sao hả má? Thì sẽ có một trận hỗn chiến. Hỗn chiến, hỗn chiến, hỗn chiến. Như vậy chúng ta đã thua một trận rồi ư? Không được, chúng ta phải tăng cường độ hung. Hung khí hả mẹ? Bậy, hung dữ. Phải dữ lên, phải gầm thét, phải gào thét lên. Phải dữ. Tôi bắt gặp bà rõ ràng nha. Bà quăng nè. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi Trời ơi, cái gì vậy? Mẹ, ủa, sao vậy? Nó đánh mẹ đó con. Ai đánh? Ai đánh má vậy? Dạ, em. Trời bé Ly, sao đánh má tôi? Em tưởng là ai tới đây quăng rác trước nhà và mình nên là em quýnh nó. Trời ơi, chị Ly, chị đánh mẹ em đau luôn rồi nè. Trời ơi, bịch rác của ai đây? Của gì á? Bịch rác này của ai? Của gì? Trời ơi, sao vậy cô? Quăng rác tùm lum vậy? Thì bà đó, bà quăng rác nhà mình, cho nên là thì bà quăng rác nhà tôi quăng rác nhà bà chứ sao? Vậy là huề. Trời đất ơi, cái gì? Ai mượn quăng rác nhà người ta chị? Bà. Thôi má, bà thôi. Nói mà bà quăng được, bà trời nói chi vậy trời? Thôi má, mỗi người nhịn câu đi. Mà cũng kỳ tự nhiên cô quăng rác của nhà con chi cô qua. Nói gì vậy? Bên kia phải kiếm chuyện trước thì bên đây mới đổi lại như thế nào. Quăng rác qua đây thì má tôi thấy rồi, má tôi quăng thôi lại. Thôi đi, tôi quăng không quăng có quăng lại thôi gì đâu. Lại bên cô quăng trước đó. Đúng không nào? Thôi, quất một cái bây giờ. Thấy ta hiền cái làm tối à. Bà đó. Thiệt tình à. Vàng trên chưa có im mà vàng dưới cãi nhau à. Hả? Gì vậy? Hai cái gia đình này đúng là quan gia mà. Ê, gì vui à, Long vui à. Vệ sinh, vệ sinh. Làm ơn ha, đừng có vứt rác tà bậy bạ. Đúng rồi. Nghĩ sao tôi quăng à? Tôi là một người vệ sinh. Nghĩ sao à? Đúng rồi. Đi vô gia đình mất vệ sinh. Mất vệ sinh sao? Con chị mất vệ sinh rồi em cũng mất vệ sinh luôn. Đừng có để em vệ sinh cho. Cố này sao mất vệ sinh nè. Sao? Tại vì đổi là tôi mất vệ sinh. Trời ơi, đúng là oan gia bùm chiêu. Oan gia